chế cho Minh Hưng nè, bạn Phúc Minh nè, bạn Minh An nè, một số bạn còn mặc sai đồng phục như bạn Minh An. Mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét. À thì vừa rồi là lớp chúng ta vừa thấy là bạn Minh Trưởng một nè, lớp có học tập và lớp có kỷ luật. Các bạn báo cáo rất là chi tiết và đúng như các bạn nhận xét là vừa rồi tháng 10 lớp chúng ta có sự tiến bộ rất là nhiều. Và nổi trội nhất đó là việc các bạn chuẩn bị bài cũ ở nhà và coi trước bài để lên lớp các bạn học tập sâu nổi. Đây là điều cô rất là thích và cô hy vọng rằng không những ở tháng 10 mà là tháng 11 và những tháng tiếp theo nữa các bạn sẽ phát huy tốt cái việc học của mình ha. Còn về sinh hoạt thì vừa rồi chúng ta rất là nghiêm túc ở cái việc là các bạn tự khả năng tự quản của bạn rất là tốt, cô không phải nhắc nhở các bạn nhiều. Một lần nữa chúng ta hãy hoan hô thành tích của lớp mình nào các bạn. Tháng 10 kết thúc, bạn có mất nhiệm kỳ lớp trưởng. Còn bây giờ lớp ta sẽ bầu ra ban chính sự lớp mới trong tháng 11. Nhiệm vụ cơ bản của tháng 11 là phát huy những ưu điểm mà lớp đạt được, cần khắc phục những điểm mà lớp chưa đạt được. Đặc biệt trong tháng 11 có ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lớp trưởng sẽ đề ra kế hoạch để cả lớp cùng nhau thi đua tạo thành tích tốt nhất để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo. Còn bây giờ mời các bạn bình chọn ra năm ứng cử viên xuất sắc. Năm ứng cử viên, mời bạn Phúc Minh. Ứng cử bạn Quang Minh. Mời bạn Khắc Huy. Mình muốn cử bạn Thảo Nguyên. Mời bạn Tuấn. Mình xin ứng cử bạn Bảo Châu. Mời những ứng cử viên trên bảng thiết kế bản kế hoạch. Kế hoạch trong tháng 11 như sau: về sinh hoạt, lễ phép chào hỏi thầy cô, lễ phép chào hỏi khi gặp thầy cô, mặc đúng đồng phục khi đến lớp, xếp hàng nhanh và nghiêm chỉnh, tập thể dục đồng đều đẹp trong giờ học, phải trực tự nghe cô giảng. Về học tập, bày tỏ ý kiến khi thảo luận, có điểm thắc mắc phải bày tỏ thắc mắc với cô. Mình xin trình bày kế hoạch tháng 11 về sinh hoạt. 1. Mặc đúng đồ đồng phục khi tới trường. 2. Buổi trưa mang đồ ngủ. 3. Xếp hàng thẳng không đùa giỡn. 4. Trưa ngủ không nói chuyện với bạn. 5. Không ồn ào trong lớp học. Về học tập, mạnh dạn tự tin phát biểu ý kiến của mình, biết giúp đỡ nhau, đoàn kết trong học tập, không được nhìn bài bạn, tự giác làm bài cô giao. Mình xin trình bày bản kế hoạch tháng 11 về sinh hoạt, ăn hết phần ăn của mình, giữ lớp luôn trật tự, chào hỏi khi gặp người khác, nhanh chóng xếp hàng, di chuyển trật tự, luôn hát to, tập đẹp, làm bài nhanh, đúng, viết chữ đẹp, mạnh dạn phát biểu trong giờ học, tập thói quen kiểm tra bài tập đầu giờ. Đề nghị các bạn bình chọn dựa trên bản kế hoạch của ứng cử viên và niềm tin của mình và ứng cử viên đó. Lưu ý, phiếu hợp lệ là phiếu đảm bảo những điều kiện như sau: một người được chọn. Phiếu không hợp lệ là phiếu có hơn một người được chọn hoặc không có ứng cử viên nào được chọn.
bản thân mình sẽ nỗ lực nhưng vẫn cần sự hợp tác của các bạn. Các bạn có đồng ý không?